bay xa bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng thể đủ nào là con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên quê che xanh thêm nhiều công trình, giọng hò thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Dạ, xin chào khán giả của Đài Hà Nội. Trong ngày hôm nay thì bà có thể chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Đất nước tình yêu đến với quý vị khán giả được không ạ? Nhắc lại thấy bồi hồi lắm. Mình nhớ lúc đó là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Quốc Khánh, tức là năm 1980 ấy. Lúc đó mình nghĩ là nghe đến bảo nhân dịp Quốc Khánh là nó to tát lắm. Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn tức là ngày xưa lúc đó cái tình yêu của Tổ quốc ấy nó hiển nhiên ở trong lòng rồi. Mình chỉ muốn là lúc đầu mình suy nghĩ làm sao mình gắn kết được cái tình yêu đôi lứa với tình yêu của Tổ quốc. Thì rất tuyệt rồi, tình yêu đất nước là rặng tre bến nước sân đình rồi tiếng hò. Và tình yêu đôi lứa thì quả thật là lúc đó, lúc thời còn trẻ, mối tình đầu của mình là một người lính và mình đã đưa anh ấy ra trận. Thế xong mình nghĩ trong đầu là mình sẽ biết làm sao lồng được cái tình yêu của đôi lứa, tình yêu Tổ quốc với nhau, và phải có một kết tuyệt đẹp là đến lúc mà chiến thắng anh trở về đã nắm tay em đi để xem sự thay đổi của đất nước. Thế là viết thôi, viết mà lúc ấy nó mình trong sáng lắm, tất cả mọi người mình viết xong khoe ngay, phóng xe từ Bát Tràng sang bên chỗ mình nhớ chỗ dốc Bà Triệu hay sao đấy, lúc đó đó là khoe với các anh luôn, các anh khen quá trời luôn, mà thế thì thôi để
sẽ có một ngày mình kiểu ban biên tập xét duyệt ấy. Nhưng mà lúc đó thì ban biên tập hình như là mình nhớ lâu quá không nhớ, là hình như lúc đó có nhà thơ Tố Hữu tới chơi nữa, xong bảo lúc này mà lại bảo kết thúc là tình yêu mãi mãi ban đầu thì vẫn hơi ướt át quá, vẫn hơi bị đôi lứa quá. Thế là mới bị sửa lại là cuộc sống mãi mãi đang chờ. Tức là lúc đó vẫn còn hậu chiến tranh và còn nhiều thứ phải làm. Thì các anh nói là thế Lệ Giang ok nhá, vui nhá, tại vì là bao giờ là đất nước hoàn toàn thanh bình thì Lệ Giang lại cho kết thúc như thế thì nó sẽ đẹp. Thì lúc đó vui lắm rồi, tự hào lắm rồi, lúc đó thích lắm. Đó, ca khúc mới được ra đời từ đó đấy. Mình thật sự là xúc động, vui lắm. Vâng, 44 năm đã trôi qua một khoảng thời gian khá là dài. Ở giờ đây mỗi khi nghe lại tác phẩm của mình thì bà cảm nhận ai là người thể hiện hay nhất, đúng với tinh thần mà tác giả gửi gắm trong đó nhất? Thưa nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Mình rất thích câu hỏi này đấy. Khi được xét duyệt và thu thanh thì nghệ sĩ Thúy Lan, chị Thúy Lan là người đầu tiên hát bài này. Nó như một quả bom cho đến giờ này luôn. Không bao giờ mình, cái ký ức nó không bao giờ phai mờ được. Cái hôm thu thanh xong mình đã khóc. Tại vì hay quá. Và cho đến bây giờ rất nhiều các ca sĩ đã hát bài này, mình rất tự hào. Không ai, có lẽ không ai qua được cái giọng hát của Thúy Lan. Bởi vì là nó trong sáng, nó thật lắm. Thì sau này nhiều nhiều ca sĩ rất giỏi, rất hay. Nhưng mà cái ký ức đó và mình không quên được chị Thúy Lan. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được chúc bà sức khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều những tác phẩm mới ạ. Cảm ơn rất nhiều. Và ôi, mà cho mình nói thêm một tí xíu thôi. Cho một tí xíu về lời của bài hát ấy. Lời bị tam sao thất bản. Ví dụ, mây xám bay chỉ còn ánh trăng ngà là điều mình muốn nói, mà khi tình yêu bùng cháy lên thì tất cả những mây đen mây xám bay đi hết, chỉ còn cái ánh trăng ngà là cái ánh trăng rất đẹp được đưa vào thơ ca rất nhiều. Thì bây giờ thành ra là mây răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, nó vừa tối nghĩa mà nó vừa chán, là một bức tranh rất chán. Và thêm có một chữ thôi là bên lũy tre xanh thêm nhiều công trình, tức là sự biến đổi của đất nước. Thì bây giờ lại là bên lũy tre xanh xây nhiều công trình. Là nhân tiện hôm nay cảm ơn Đài Hà Nội đã cho tôi được tiếp xúc, được nói chuyện với khán giả. Vâng, một lần nữa cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Thưa quý vị, và thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là dưới con mắt của tác giả ca khúc Đất Nước Tình Yêu thì không ai có thể vượt qua được cố nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan bởi sự trau chuốt từng ca từ, từng nốt nhạc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một phiên bản hết sức đặc biệt của nhạc phẩm Đất Nước Tình Yêu. Chúng tôi xin được gọi đó là cuộc đối thoại giữa cố nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và con gái của bà, nghệ sĩ Đinh Lan Hương, Phó trưởng khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trên cơ sở giọng hát được trích ra từ bản thu âm đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cách đây 44 năm, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức phiên bản đặc biệt Đất Nước Tình Yêu qua phần song ca của hai ca sĩ, hai mẹ con và cũng là hai thế hệ nghệ sĩ.
khi